Hai tí lo, thầy với mẹ em quen nhau đúng không? Cái gì vậy? Em nói gì bậy bạ vậy? Nè, thầy coi đi, hình ảnh rõ ràng nè. Ủa, ở đâu em có cái hình này? Em đâu biết đâu, mẹ em nói cho em á. Trời ơi, em đừng có tin lời mẹ em. Thầy với mẹ em là không có cái gì hết, em hiểu không? Hôm qua là mẹ em đến văn phòng thầy để xin điểm cho em, là hoàn toàn nói chuyện bình thường. Em đừng có đi đồn bậy bạ cái này. Thì mẹ em khoe thôi, chứ em đâu có biết gì đâu. Tôi sẽ làm rõ vô này. Đưa đây. Ủa thầy, điện thoại em. Nè, chị coi đi. Bây giờ chị vô văn phòng với tôi, có bé Vi trong đó, mình giải quyết cái chuyện hôm qua. Thôi, có chuyện gì mình nói ở đây luôn đi thầy. Lát nữa tôi bận, tôi còn đi công chuyện nữa. Cũng được. Giờ chị nói đi, cuối cùng là sao? Thì có gì đâu thầy. Thì hôm qua tôi đứt nút áo ở trong phòng thầy. Thì tôi nói là đứt nút áo. Thầy, tôi năn nỉ thầy á. Thầy nâng điểm lên cho bé Vi chút xíu thôi thầy, cho em nó qua môn. Tôi nói không được là không được. Nhà trường phải có công bằng chứ. Cái việc chị nên làm á là về nhà sát sao kèm cặp cái việc học của bé Vi, chứ không phải là lên đây xin điểm. Làm gì có nữa. Chết rồi, nút áo tôi bung rồi. Thầy có kim chỉ không? Thầy cho tôi mượn tôi đơm lại được không thầy? Chị ơi, ở đây là nhà trường, không có phải mà ở nhà mình có kim có chỉ. Chị về nhà đi, là chị khâu được liền à? Bây giờ không khâu lại liền á, vì lạnh lắm. Hay là thầy... Chị Thư, nếu xong việc của bé Vi rồi á, thì tôi xin mời chị về, tôi còn công việc phải làm nữa. Bé Vi chắc nó hiểu lầm á. Thôi nó còn nhỏ, thầy đừng có chấp nhất chi nha. À, tôi có món quà tặng thầy nè. Coi như tôi xin lỗi thầy nha. Tôi không có nhận đâu, chị cất đi. Thôi thầy nhận đi cho tôi vui. Để nó làm có được mà. Thầy nhận đi mà. Không được. Chị sao vậy? Xin lỗi nha, tại hôm nay tôi mang guốc hơi cao. Trời ơi, thầy bạc quá vậy, chắc là thầy vất vả với mấy đứa nhỏ lắm hả? Không có ai chăm sóc thầy hả? Tội nghiệp ghê á. Tóc tôi bạc là do máu tôi xấu. Máu tôi xấu nhưng mà tính tôi cũng xấu. Thôi, không còn gì nữa, tôi vô trong phòng tôi dạy. Bye bye thầy. Chuyến này mà con được 10 điểm, mẹ không phải là mẹ của con nữa. Được rồi, thích chống đối đúng không? Thích thì tôi chịu. Hết mấy cái đống hình này với cái clip này mà phát tán lên thì sẽ như thế nào? Mẹ nói gì vậy? Sao con không hiểu gì hết? Đẹp mặt chưa? Đó, như vậy đó, thầy coi được không? Thầy làm như vậy là vi phạm đạo đức nghề nghiệp rồi đó. Thầy ba, đâu thể dựa theo mấy cái clip trên mạng gì mà thầy bắt lỗi em được. Em trong sạch mà thầy. Thầy thừa biết là em cái đạo đức em cỡ nào mà. Cái clip nó rõ rành rạch như vậy nè. Đó, ôm ấp tình tứ. Thôi chắc tôi phải coi lại cái chuyện là đình chỉ thầy quá. Thầy chờ em xíu, em sẽ chứng minh cái việc này. Em sẽ liên lạc với phụ huynh của bé Vi để ba mặt một lời cái chuyện này. Alo, tôi nghe nè thầy. Dạ, chị Thương ơi, thì hiện tại á, là có một cái clip gửi về trường á, là đang bôi nhọ danh dự của tôi với chị á. Thì là tôi đang có cái phương án là sẽ nhờ chị đứng ra để đính chính, để đừng có gây hiểu lầm cái chuyện này cho mọi người á.
mà nếu như thầy muốn tất cả những cái clip đó được gỡ xuống thì thầy phải đến trực tiếp gặp tôi. À, chị Thương à, không mấy mình lên trường giải quyết đi ha. Không được, nếu muốn làm rõ thì gặp riêng tôi, qua địa chỉ tôi đưa. Còn không thì thôi, cứ để clip tràn lan vậy đi, tôi không quan tâm đâu. Alo, chị Thương. Tắt máy rồi. Bây giờ sẽ tính sao? Để cửa sẵn cho anh ấy dễ vào. Để xem anh trốn đường nào. Nước sông. Điện thoại xong. Ê, tôi nghĩ là thầy bị lừa, thầy không nên đi đâu. Nói gì mà cũng đi nữa. À, còn cái đèn. Sao hết. Cũng may là có thầy Tư Lô cho thầy ba tới cứu mẹ kịp. Tự nhiên mẹ bày mấy trò này chi vậy? Chị đó, mốt đừng có bày mấy cái trò này nhé. Tôi xin lỗi thầy, tôi hối hận lắm rồi. Vì mọi chuyện là do mẹ tự bịa ra để vu oan cho thầy, để xin nâng điểm cho con. Chứ thầy Tư Lô trong sạch. Giờ mới chịu khai á hả? Xém xí nữa là tôi trách nhầm ông thầy tốt bụng rồi đó. Tôi xin lỗi, tôi sẽ đứng ra đính chính lại cho thầy, trả sự trong sạch lại cho thầy. Thầy tha lỗi cho mẹ em nha thầy. Em hứa cố gắng học để thi lại. Ừ, mọi người biết lỗi ở đâu sửa đó. Tôi vui rồi. Ủa sao thầy biết mẹ em gặp nguy hiểm rồi tới cứu lại thầy? Tôi là thầy giáo mà. Cái gì mà tôi không biết. Thôi em coi chăm sóc mẹ đi. Thầy với thầy ba về. Nếu mà mẹ có gì á cần hỗ trợ thì cứ gọi thầy hoặc thầy ba. Dạ, cảm ơn thầy. Em về nha chị. Dạ.